Con chào cha, con chào. Con là Anna Nguyễn Thị Minh ở địa phận Hải Phòng, hẹp miền Bắc ạ. Con được hay ơn ạ. Ơn thứ nhất là ơn gì? À, ơn thứ nhất là con được bỏ Chúa 32 năm. Con được bỏ Chúa 32 năm. Hả? Chúa. Con bỏ Chúa 32 năm. Con ở qua cái con nghe đài bởi được cái đứa em của em ở Vĩnh ở Bà Rịa Vũng Tàu nó gửi về cho con, thế này con mới nghe. Con nghe đầu tiên thì con nghe 127 con cũng chưa thấm ở đâu cả, con cứ nơ thơ, con chẳng nơ mơ, con chẳng nghe gì. Rồi con nghe 157 ngày nữa, thế là con mới tự nhiên nằm con dao động mà tâm hồn con lúc giờ nó xôn xao, nên con cứ chỉ ao ước mong làm sao mà được vào được mít Chúa mít cha. Thế là tháng 2 năm 2017 con vào đây, con xưng tội dứt lễ và con đã quay lại với Chúa từ năm 2017 ạ. Sau 32 năm bỏ Chúa. Dạ. Hallelujah. To lên với anh chị em. Hallelujah. Mà chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 62 tuổi. 62 mà 32 năm bỏ Chúa, thì là từ năm 30 mà nghe máy xong chị bảo tâm hồn con sao động, tâm hồn con gì đó xôn xao, và cuối cùng đã đến đây và đã được xưng tội. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai. Dạ ơn thứ hai là con bị thớp khớp đầu gối và con bị thần kinh tọa. Con hai chân con đau, con không đi được. Thế là hôm con vào đây đó, thế là được cha ban ơn cho con, được cho ban ơn cho con vào đầu, sờ đầu con. Thế là mấy hôm sau nữa là con về, tự nhiên con cứ bước được, con đi sáng ngủ dậy con bước được, đi đàng hoàng, con chẳng phải nâng tường nữa. Vâng. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà chị đã bỏ Ngài suốt 32 năm. Đây mời chị đón nhận tấm ảnh và đón nhận cái quạt lòng nhờ mẹ đến với Chúa, những người được ơn quay trở về. Chị có máy chưa? Dạ con có máy với 500 bài giảng của em, con nói cho anh con nghe đi nghe lại rồi. 500 bài giảng, còn đây là máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi con bé kéo đèn nữa đây.